anh đi làm gì đam mê hả? Ôi trời ơi! Thanh niên shipper khiến dân tình lác mắt vì mang trên người sương sương 100 triệu đồ chơi công nghệ. Nếu bạn đã quá quen với hình ảnh một anh chàng bear min trong bộ trang phục màu xanh đặc trưng, trên tay cầm chiếc điện thoại sệt map, thì video dưới đây sẽ làm bạn trông vừa lạ vừa quen vì vẫn trong bộ trang phục đó. Thế nhưng đồ dùng công nghệ mà anh chàng mang theo lại thuộc top không phải dạng vừa đâu. Cụ thể, tài khoản có tên là Thúy Nga đã đăng tải đoạn video ngắn ghi lại cảnh mình bốc phải anh tài xế yêu công nghệ khi chàng trai này sở hữu trên người khối tài sản khổng lồ. Từ trong video có thể thấy, phía trước tay lái người này có gắn một chiếc điện thoại cao cấp của Samsung Z Phone. Bên cạnh đó là một chiếc máy tính bảng đắt tiền không kém. Ngoài ra, chàng trai này còn đeo trên cổ một chiếc Z Flip, một trong những mẫu điện thoại đắt tiền khác của Samsung, khiến chủ nhân của chiếc video này chỉ biết mắt chữ O, mồm chữ A vì quá đỗi ngạc nhiên. Chưa chịu dừng lại, anh tài xế còn tạo thêm điểm nhấn bằng một chiếc túi Divum có giá vài triệu trên người. Xem đến đây, cư dân mạng không khỏi lắc mắt vì tính sương sương khối tài sản nãy giờ cộng lại cũng lên đến con số 100 triệu, bằng với giá tiền một chiếc SH đời mới hiện nay. Biết rằng lương của một shipper trong thời đại công nghệ là khá cao, thế nhưng để sở hữu những món đồ có giá trị thuộc hàng tầm cỡ như thế này thì đúng là khó tin. Nếu không phải làm thêm một nghề khác thì gia thế hay điều kiện gia đình của anh cũng phải rất gì và này nọ. Ngay chủ nhân chiếc video cũng phải thốt lên rằng: "Trời ơi, anh đi làm vì đam mê hả?" Đoạn video khiến nhiều người thích thú vì độ chịu chơi của anh chàng shipper này. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng đã để lại những bình luận hết sức hài hước thú vị. "Bữa tôi gặp ảnh trên đường nè, vừa đi vừa xem cải lương đấy các ông ạ. Đúng là tư duy người giàu nó khác thật. Chắc thanh niên này là CEO đấy các bác ạ. Chán máy lạnh nên đi làm shipper giải trí đấy, chứ có shipper nào giàu vậy đâu. Chưa chắc nhiều đó là hết, biết đâu vén tai lên lại thêm con đồng hồ Rolex hay Hublot tiền tỷ nữa thì ối dồi ôi luôn ấy chứ." Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 Phút. Nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.